Bầu cử Mỹ 2024, Tổng thống Joe Biden giành được sự ủng hộ quan trọng. CBS News cho biết sự ủng hộ của liên minh gồm 400.000 thành viên UAV Đức có ý nghĩa rất quan trọng đối với Tổng thống Biden, người luôn ủng hộ tầng lớp lao động Mỹ. Ngày 24 tháng 1, Nghiệp đoàn Công nhân Sản xuất ô tô Mỹ, UAV Đức, tuyên bố chính thức ủng hộ Tổng thống Joe Biden. Đây là sự ủng hộ quan trọng rất được mong đợi đối với lãnh đạo Nhà Trắng đương nhiệm. Phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Washington dẫn CBS News cho biết sự ủng hộ của liên minh gồm 400.000 thành viên UAV Đức có ý nghĩa rất quan trọng đối với Tổng thống Biden, người luôn ủng hộ tầng lớp lao động Mỹ. Ông Biden trở thành Tổng thống đầu tiên trong lịch sử hiện đại tham gia ủng hộ các công nhân đình công gần Detroit, bang Michigan, hồi tháng 9 năm 2023. Về hành động này, ông Sean Fain, chủ tịch UAV Đức nói với các thành viên nghiệp đoàn rằng chính ông Biden mới là nhà đấu tranh cho nghiệp đoàn, chứ không phải cựu Tổng thống Donald Trump. Trong thông báo tại Đại hội Chính trị của UAV Đức ở thủ đô Washington D.C., ông Fain nói rằng nghiệp đoàn mong muốn nhà lãnh đạo nắm giữ chiếc ghế quyền lực nhất thế giới sẽ giúp UAV Đức giành chiến thắng với tư cách là một tầng lớp lao động Mỹ đoàn kết. Theo đó, ông tuyên bố UAV Đức đang ủng hộ ông Biden trong nỗ lực tái đắc cử năm nay. Trong nhiều tháng qua, UAV Đức đã trì hoãn việc chính thức tán thành các nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Biden do lo ngại rằng các chính sách của chính quyền đương nhiệm thiên về phát triển xe điện nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.